Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Dạ vâng, xin chào quý vị, lại là Hữu Duy đây. Và trong một bộ dàn nghe nhạc cao cấp, nghe nhạc high-end, có thể nói là một chiếc music server cũng như là thiết bị giải mã DAC là một thiết bị cực kỳ quan trọng trong bộ dàn. Và chính vì đó thì trong video ngày hôm nay, Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc music server, cũng có thể nói là một thiết bị giải mã DAC với model là Cocktail Audio X45. Và thương hiệu Cocktail Audio là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Với model X45 cũng đã rất nổi tiếng tại thị trường Hàn Quốc, và khi đến thị trường Việt Nam, đặc biệt tại Bảo Châu Elect, thì nó cũng đã gây được những cái ấn tượng rất sâu sắc với các audiophile tại Việt Nam. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Hữu Duy unbox chiếc Cocktail Audio X45. Cùng với đó là chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chức năng của nó là gì mà tại sao lại hot đến như vậy tại Bảo Châu Elect quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elect. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Vâng, chúng ta mở ra có thể nhìn thấy ngay. Đây là một cuốn catalog giới thiệu về phụ kiện, nguồn và dây cho hệ thống âm thanh của thương hiệu Angie Audio. Và những sản phẩm của thương hiệu Cocktail Audio, đặc biệt với chiếc X45 này, được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu Angie Audio quý vị nhé. Một chiếc catalog giới thiệu sản phẩm, cùng với đó là một túi. Một túi đựng cái gì đây? Ở đây chúng ta cũng có một cuốn catalog. Đây là giới thiệu riêng về cho dòng sản phẩm Cocktail X45 quý vị nhé. Còn cuốn trước thì giới thiệu về phụ kiện dây rắc, đúng không ạ? Có thể nói là nhà sản xuất rất là chăm chút tỉ mỉ cho sản phẩm này để có thể giới thiệu cũng như là hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cũng như là những dòng sản phẩm đi kèm, đúng không ạ? Chúng ta thấy dòng 45 có hai màu, một là màu trắng và hai là màu đen cho chúng ta lựa chọn nhé. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ có những phụ kiện cơ bản như là rất nhiều những kiểu anten này, cùng với đó là một đĩa CD. Một đĩa CD phần mềm, một thẻ bảo hành của Angie Audio, đúng không ạ? Và chúng ta có gì đây? Pin này. Ở đây chúng ta có pin thì có lẽ là cũng sẽ có một cái điều khiển, đúng không ạ? Dây nguồn này. Đây rồi. Điều khiển được bọc rất là cẩn thận, đúng không ạ? Có thể nói là độ chăm chút của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm Cocktail X45 này rất là chi tiết. Pass. Có nghĩa là đã vượt qua kiểm định rồi. Và chiếc điều khiển có một vẻ trông chúng ta cảm thấy ngay là nó rất là chuyên nghiệp, và nó có một cái gì đó rất là khôn, đúng không ạ? X45 này. Dạ vâng, quý vị, và Hữu Duy cũng đã vừa unbox chiếc Cocktail Audio X45 này ra. Quý vị có thể nhìn thấy ngay, đây là phiên bản màu trắng, còn một phiên bản nữa là phiên bản màu đen. Phiên bản của chúng ta được làm, có thể quý vị có thể nhìn thấy ngay mặt trước và những góc cạnh bo viền được hoàn toàn làm bằng những mặt bằng nhôm phay này, bằng chất liệu là bằng nhôm, và có thể thấy ngay là độ hoàn thiện cũng như là điêu khắc CNC một cách rất là đẹp, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay là những nút chức năng này, on standby, cổng headphone USB, cùng với đó là một cổng 3.5 AUX. Và một mặt màn hình hiển thị có đường kính lên đến 7 inch, quý vị nhé, lên đến 7 inch. Và nó có thể là đến kích thước chiếm 1/3 của mặt chúng ta rồi. Và cùng với đó là hai núm, một núm đầu tiên điều chỉnh volume, và núm thứ hai là chúng ta điều chỉnh những nút chức năng như là OK, Pause, cùng với đó là vặn dùng để cuộn những thanh cuộn. Chức năng trên màn hình hiển thị, và những nút như là input này, return, stop, menu, chúng ta để điều chỉnh những chức năng trên màn hình hiển thị. Và quý vị có thể nhìn thấy khe này, và quý vị có thể đoán được là đây khe dùng để làm gì, không ạ? Đây là chiếc khe dùng để đưa CD vào, quý vị nhé, đưa những CD chất lượng cao vào dùng để phát nhạc, và một nút eject cái CD ra. Ok, bây giờ Hữu Duy cũng sẽ mở thử lên để chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ hoàn thiện của sản phẩm ngày hôm nay, cũng như thương hiệu Cocktail Audio. Chúng ta bật lên một cái là nhìn thấy ngay một ly cocktail, và sẽ phải chờ trong một vài giây để máy có thể khởi động lên hoàn thiện. Ok, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngay
Đây là thông báo dùng để kết nối với mạng dây thôi. Và như quý vị có thể nhìn thấy, xoay ngang, xoay dọc, xoay trái, xoay phải, dùng để lật qua lật lại những menu mà chúng ta có thể lựa chọn, đúng không ạ? Music DB này, CD Play Rip này, playlist của chúng ta có thể hoàn toàn lên những list mà chúng ta ưa thích. Input, lựa chọn những đầu vào, FM radio, browser. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến mặt sau để chúng ta xem mặt sau có những cổng kết nối như nào quý vị nhé. Về mặt sau của chiếc cốc tai X45, chúng ta có thể nhìn thấy ngay rất nhiều những đường cổng vào và một số những đường được mạ màu vàng đặc trưng, đúng không ạ? Và nhìn mặt sau chúng ta có thể thấy đây là một chiếc music server cũng như là một chiếc DAC bộ giải mã cực kỳ xịn sò. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay nguồn này, dây nguồn của về đó là công tắc on off. Cùng với đó là những cụm cổng digital out, đây là cổng out nhé, có cổng coaxial. Cùng với đó là một cổng Toslink và chúng ta cũng có những cụm cổng XLR để có thể kết nối ra output. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ có một cổng out trigger 12V, một đường USB audio input bằng jack kết nối vào máy tính. Cổng này giống kiểu cổng kết nối máy in quý vị nhé. Cổng digital in input chúng ta có những cổng như là cổng coaxial. Những cụm cổng như đường output, đúng không ạ, digital out và digital in nó sẽ giống nhau. XLR, đúng không ạ, và cổng Canon được Canon cái, mỗi loại một kiểu. Toslink, coaxial và những đường analog in. Analog in chúng ta sẽ có những đường AV, của cổng AV left right. Nói về analog output thì chúng ta cũng sẽ có một cụm cổng AV và XLR quý vị nhé. AV và XLR. Một đường để chúng ta có thể gắn anten vào để giúp tín hiệu bắt sóng FM cũng như là kết nối phần mềm của chiếc X45 này được cải thiện hơn. Những đường phono left right chắc chắn rồi. Gigabyte fast ethernet dùng để chúng ta kết nối đường mạng LAN vào để có thể kết nối chiếc X45 này với đường mạng. HDMI, đúng không ạ? Đường HDMI. USB audio out. Out đường ra đường USB và có những đường input bằng cổng USB 3.0 quý vị nhé. Và nó còn có thiết kế thêm một khay dùng để đựng ổ cứng này, Hữu Duy cũng sẽ mở ra để chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Đây là một khay đựng ổ cứng có thể nói là rất tiện lợi với một chiếc DAC. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi nhạc chất lượng cao thông qua việc cóp nhạc vào ổ cứng và sau đó sẽ gắn vào chiếc music server này, và nhiệm vụ của nó sẽ là phát nhạc chất lượng cao cho chúng ta có thể nghe được những bản nhạc chất lượng cao nhất cùng với bộ dàn cao cấp của chúng ta. Và quý vị có thể nhìn thấy ngay với tên model là cốc tai audio X45 Novatron Company Limited và model đặc biệt là made in Korea quý vị nhé. Cho nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc music server X45 này. Cốc tai audio X45 là thiết bị giữ nhiều vai trò, bao gồm phát nhạc, DAC giải mã, đồng thời trích xuất nhạc số từ đĩa CD và tín hiệu. Sử dụng cho mình là hai chip giải mã ISS IS9018K2M Sabri, nên có thể giải mã được gần như mọi định dạng âm thanh số hiện nay. Và chúng ta có thể thấy ngay là chiếc X45 có thể hoạt động rất là mượt mà và bền bỉ, đúng không ạ? Núm vặn rất là nhạy và những nút chức năng rất là nhạy, đúng không ạ? Và ngoài ra, đối với dòng cốc tai X45, chúng ta cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh trên phần mềm và quý vị cũng hoàn toàn có thể download trên kho App Store cũng như là cửa hàng Play trên iOS và Android quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử nhạc của chiếc music server cốc tai X45. Ở đây Hữu Duy đang ghép cùng với một bộ dàn với một đôi loa mang thương hiệu BNW804D3 và kết hợp với một chiếc âm ly thương hiệu Macintosh rất là đẹp, đúng không ạ? Với model là MA8009, có thể nói đây là một bộ đôi kết hợp rất ăn ý. Và Hữu Duy cũng ghép cùng với một chiếc music server X45 để có thể tạo ra được một chất âm hoàn hảo. Và Hữu Duy cũng sẽ chắc chắn rồi, bây giờ cũng sẽ cho đĩa vào để chúng ta sẽ tiến hành lấy nguồn nhạc từ một chiếc CD.
Và với 48.875.000 là quý vị đang sở hữu một chiếc Music Server đến từ thương hiệu Cocktail Audio, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Và có thể nói là với vô vàn chức năng của chiếc Music Server này, Hữu Duy cũng đảm bảo rằng một gia đình bình thường cũng khó mà có thể dùng hết được chức năng của một chiếc Music Server có thể nói là cực kỳ hiện đại và cực nhiều tiện ích này quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Nếu quý vị muốn được Hữu Duy tư vấn trực tiếp thì quý vị có thể gọi điện đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900255. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!